Hello cả nhà. Em lên một con Casio hàng chính hãng nha. Còn zin đẹp đen ken luôn, full bóc nha. Hàng rất là đẹp nha cả nhà. Mặt kính của nó ha. Con này thì size 38 nha. Đẹp len ken luôn, dây thép đúc ha. Phía sau có tem chống hàng giả luôn nha cả nhà. Đây, con này chính hãng nha. Rất là đẹp luôn. Trên mặt thì kim này có dạ quang nha cả nhà, thể hiện được hai lịch nha, lịch lịch thứ ở góc thượng nha, 12 giờ rất là dễ nhìn luôn, và lịch ngày lịch lọc nha, góc 6 giờ. Hàng rất là đẹp luôn nha, full box nha. Rồi mời cả nhà nha.